lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa dập tắt đám cháy ở chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao. Đây là ngôi chùa có bệ đá hoa sen được công nhận là di sản văn hóa bảo vật quốc gia. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 23 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng cho biết lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy ở chùa Phổ Quang, hay còn gọi chùa Xuân Lũng. Theo vị này, hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng công an huyện Lâm Thao, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, tổ chức dập lửa. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng, hiện chưa thống kê được thiệt hại. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.